Hello anh em, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện sinh nhật One Punch Man Stronger 2 tuổi. Thì để mà mấy anh em đọc thông tin sự kiện này ở đâu thì có hai nơi để mấy anh em đọc sự kiện chính xác nhất và mấy anh em đọc thông tin bằng văn bản, bằng chữ đó, mình nhấn mạnh như bằng chữ đó, thì có hai nguồn. Nguồn đầu tiên là nguồn trên trang fanpage One Punch Man Stronger thì có tích xanh. Đấy thì mấy anh em sẽ đọc thông tin về sự kiện nè, đấy thông tin cực hot nè và link tham gia sự kiện nè là sẽ có đầy đủ hết ở trên đây đó, là gì có, nó sẽ có mốc đăng ký nè, rồi mốc thể lệ hay là thông tin thì đều có trên trang fanpage hết. Ngoài ra nếu mà mấy anh em muốn đọc chính xác hơn thì mấy anh em đầy đủ hơn thì mấy anh em là lên tham gia đăng ký trên trang sự kiện là One Punch Man Stronger hoặc là onepunchman.vin.vn thì mấy anh em lên trên đây và có link đường dẫn tới trang sự kiện luôn, và thông tin chi tiết tất cả các thể lệ chơi, hướng dẫn chơi như thế nào thì mấy anh em sẽ cập nhật trên trang onepunchman.vin hết. Đấy, cho nên là tại sao mình vừa mới vô video thì mình nhấn mạnh cái này luôn, là để mình tránh cái trường hợp mấy anh em nhắn tin hỏi mình anh ơi link sự kiện ở đâu hoặc là thông tin sự kiện chơi như thế nào. Rồi, ok, thì chúng ta đi tới chủ đề chính. Thì sự kiện này là sự kiện chơi trên web, là giống như sự kiện sinh nhật đợt trước hoặc là sự kiện Tết thì lần nào thì cũng có sự kiện trên web để mấy anh em tham gia. Thì ở mặt đầu tiên khi mà đăng ký sự kiện là đạt mốc thì có mốc 15.000, mốc 30.000, mốc 50.000 và mốc 80.000. Thì khi mà mình nhìn cái mốc này mình thấy nó gọi là vừa vui vừa buồn. Để mà đạt mốc 15.000 đăng ký tham gia sự kiện và 30.000, 50.000, 80.000 này thực sự nó là một con số vô nghĩa. Tại sao mình nói là một con số vô nghĩa? Nếu như mà giống như sự kiện được Tết mà có cái lượt mời bạn thì mấy anh em tạo hoặc clone thì may ra sẽ đủ. Thì may ra sẽ đủ được 15.000 nha, hoặc là full mốc. Còn bây giờ cái việc mà tạo admin ID nó sẽ rất là khó, tại vì bây giờ bắt xác minh nhân dân, xác minh Gmail, xác minh số điện thoại. Thì cái việc mà tạo clone mà để vô nhận link á thì sẽ rất là cực so với mấy anh em ngày xưa khi chơi sự kiện Tết. Mà để mà đạt được mốc 15.000 hiện giờ game á thì mình thấy khoảng cỡ tầm 3-4.000 người chơi thôi là cao lắm rồi. Mà để đạt được cái mốc 15.000, 30.000 và 50.000 và 80.000 lượt đăng ký như thế này, mình thấy là nó thật sự nó rất là vô lý. Cái này mình nghĩ là khoảng cỡ tầm 3.000 nè, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 là thôi là ok rồi. Cái mốc 80.000 này mình nghĩ là chỉ có may ra là nhà phát hành đẩy cái lượt này lên thôi. Chứ còn mà lượng người chơi mà để đủ cái lượt đăng ký này thực sự là vô lý nha mấy anh em. Vô lý luôn, kể cả mấy anh em tạo clone đăng ký luôn. Bây giờ mình cho cỡ 3.000 người đăng ký đi thì mấy anh em nhân cho một người 5 ạc đi, 5 gạc clone đi thì cũng không được cái mốc đầu tiên, tôi không thể nào mà được 3 cái mốc sau cuộc được. Còn cái này là quan trọng là nhà phát hành búp đủ cho mấy anh em thôi. Con số này có thể là chỉnh sửa được, con số ảo được. Cho nên là mình nghĩ là mình có thể hy vọng cái này, hy vọng là có thể nhận được 4 mốc trang bị. Thì ở trong phần quà thì nó sẽ như thế nào? Thì trong phần quà đây thì trong mấy anh em ấn vô phần thể lệ thì mấy anh em đọc được là trong phần quà ở đây là sẽ là được 4 cái trang bị quý giá và 4 mốc đều là sẽ được 4 cái trang bị. Thì mấy anh em server mới thì rất là ok. Rồi tiếp tục. Thì ở phần sự kiện tiếp theo là sự kiện thổi nến. Thì cái sự kiện thổi nến này có hai cách nhận. Mình nói cách dễ nhất là cách đầu tiên là mấy anh em điểm danh. Thì trong phần điểm danh thì mấy anh em chia sẻ nhiệm vụ này hình như là một lần thôi. Nhiệm vụ nhận điểm danh hàng ngày thì mấy anh em sẽ điểm danh được 10 lần. Đấy. Tiếp theo nữa là cái sự kiện là mời bạn thì gần như là giống như mấy đợt trước rồi. Sự kiện nhận lượt cái này thiêu nạp nè, còn sự kiện này là nhận lượt thiêu ngày. Thì trong cái sự kiện nhận lượt thiêu ngày ấy, thì mấy anh em nhận được tối đa 10 ngày và cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ chia sẻ thì nhận được một lần. Đấy, thì tổng mấy anh em chơi free nha, chơi free nhận được là còn cái nhiệm vụ mời bạn này là tùy, mình không nói cái đó là tùy theo khả năng của mấy anh em tạo clone. Nên là khi mà mấy anh em chơi là mấy em đã nhận được gần như là mốc 15 ở trong sự kiện tích lũy đến nhận quà. Thì tiếp theo nữa là đối với sự kiện nạp, thì khi mà mình đọc sơ qua thì mình thấy cái sự kiện nạp lần này nó rất là khó. Tại vì sao? Sự kiện lần này là mấy anh em nạp, là mấy anh em nạp nha, là mấy anh em nạp bằng đô, nhưng mà nạp ở trên trang webpay. Nhớ nha, sự kiện lần này là sự kiện nạp bằng đô ở trên trang trên webpay, và đô đang có x2. Và nạp theo mốc thì ở mỗi mốc nó sẽ có là mốc mốc 6 triệu là được 100 lần 100 lượt thổi nến, mốc 4 triệu là được 75, mốc 1 triệu thì được 20. Thì sự kiện này thực sự là dành cho mấy anh em nào mà có dự định lấy con vua đồng đất hoặc là nạp đô để tiêu trong game.
thì mấy anh em mới có thể lấy được gần như là full map của sự kiện tích lũy nến nhận quà này. Đấy, nhớ nha, chỉ dành cho mấy anh em nào lấy vua lòng đất. Còn mấy anh em gần như là sự kiện khi mà đã nạp đồ thì gần như là mấy anh em có điều kiện rồi. Còn mà nếu mà chơi tầm trung, mà nói mà chơi tầm trung nha, nạp khoảng cỡ tầm 1-2 triệu một tháng thì chỉ cố gắng lấy được khoảng cỡ tầm móc 40 là hết xíu quách. Vậy phần đánh giá trong phần quà này, khi mà mình đánh giá nếu mà nạp để đầu tiên là nếu mà chơi free, chơi chay sự kiện bình thường và sự kiện nạp, thì nếu mà đối với mấy anh em chơi chay, chơi free thì gần như móc 2, 7 và 15 là gần như 3 móc quà cực kỳ ngon, là 10 vé đen và 10 vé phi tiêu. Chưa kể là trong cái phần mà thổi nến, đây trong phần thổi nến thì mấy anh em sẽ nhận được thêm phần quà là vé cao thủ nè, vé siêu việt nè, và cái rương vé chỉ định đâu, cái rương ấn thiên phú nè, ở trong phần thổi nến mấy anh em sẽ nhận được thêm nữa. Thì gần như sự kiện này cho anh em nông dân được 10 vé, hơn 10 vé đen và 10 vé phi tiêu và vé siêu việt, là ở móc 15 là gần như là ok, tạm chấp nhận được, là gần như là ok đối với một sự kiện cho mấy anh em kỳ chay không nạp. Rồi tiếp theo, đối với những anh em nạp tầm trung thì phần quà này có ngon hay là không, mình trả lời luôn là cực kỳ ngon. Mình nhấn mạnh luôn là cực kỳ ngon nha, tại vì ở trong đây phần quà, mấy anh em coi chi tiết phần quà trong đây nè, là mấy anh em sẽ chọn được nè, rương tăng bậc tấn công nè, bộ hỏa lực nè, trang bị hỏa lực này và thủy tinh luyện nè. Thì gần như là những cái trong đây là phần quà ở đây đều là phần quà cực kỳ lỗi luôn, mình nhấn mạnh là cực kỳ lỗi ở cái mà ở móc 40. Hai đá huy chương, các bạn biết không, hai đá huy chương này là cái giá trị cực kỳ lớn nha, mình nhấn mạnh luôn là cái giá trị này nó cực kỳ lớn khi mà mấy anh em thăm, khi mà mấy anh em trong sự kiện mà tặng. Đối với mấy em silver cũ, cái đá huy chương này nó đắt lắm. Hoặc là mấy anh em nào mà chơi silver mới, mấy anh em biết một lần mà mấy anh em đi ảo cảnh mà cái đá huy chương này nó bán bao nhiêu tiền là mấy anh em biết giá trị của hai viên đá huy chương này nó rất là to rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái rương, là cái rương ấn 7. Cái rương là cái rương này là rương ấn 7 nha. Còn mà tiếp tục nữa là ở cái móc này là bộ trang bị hồi lực, rồi còn ở cái móc 80 nè, thì mình không biết là cái trang bị đỏ này, là để mình coi thử là cái trang bị này là trang bị 5 dòng lấp lánh hay là luôn là trang bị đỏ. Mình nghĩ là cái trang bị này là cái hộp rương trang bị đỏ này là cái rương trang bị vàng giống như cái đực con phượng á. Và nó là gần như là được để mình coi đi, mình coi cho nó chắc đi thể lệ nè. Ở móc 80 là rương tăng bậc tấn công 3, hỏa lực 1, thì tiếp tế tinh kiện, ủa sao lại là rương tăng bậc tấn công ta, để mình qua mình, để mình coi thử nha. Rương tăng bậc tấn công 3 là sao ta? Ở trong đây mình thấy nó là rương trang bị mà, còn rương đây là rương tăng bậc tấn công mà, trong đây nó là rương trang bị mà. Cái này thôi chịu, cái này mấy anh em nào mở, cái này mấy anh em nào mở thì mấy anh em cho mình vô mình coi, còn trên đây nó ghi mình không hiểu. Rương trang bị là rương trang bị, còn nó ghi trên đây là rương tăng bậc tấn công 3, trong đây là đây là trong phần thể lệ nè. Nó ghi là rương tăng bậc tấn công 3, hỏa lực 1, thì tiếp tế tinh luyện 3 là đúng rồi này. Còn cái này là rương tăng bậc tấn công 3, hỏa lực 1, cái này là nó ghi mình không hiểu nha. Cái này mình nghĩ là bộ là nếu mà cho mở là mở luôn bộ đồ đỏ, là bộ đồ đỏ hỏa lực có cái bậc mà cái bậc dòng ẩn là tăng tấn công 3. Cái này mấy anh em nào mà mở được cái rương này thì mấy anh em cho mình xin ạc làm clip mở cái rương này cho coi thử nha mấy anh em. Rồi ok, tiếp theo thì mình để mình đánh giá. Thì về sự kiện này tổng quan là được, một trong những event khá là hay cho mấy anh em tham gia sự kiện cày chay free gì cũng ok, ở trong thời điểm là đang trong tháng Unskin là rất là khó khăn về vé đen nè, vé phi tiêu nè, thì Vinagame bơm rất là nhiều. Cái này là vé đen này là chưa tính trong sự kiện in game nha, cái này là sự kiện web thôi nên là chưa chính trong sự kiện điểm danh và sự kiện in game nha. Thì mình đánh giá sự kiện này ở trên thang 8 trên 10. Tại vì sao mấy mọi người hỏi mình là cho điểm cao chứ gì, 10 vé đen với lại 10 vé phi tiêu là cực kỳ cao rồi mấy anh em à. Cao, rất cao rồi. Để mà được 10 vé đen, 10 vé phi tiêu này bình thường là chỉ có trong sự kiện in game hoặc là sự kiện lớn thôi. Một là Tết hay là sự kiện gì đó thôi, mà lần này là sự kiện whip bay, sự kiện sinh nhật. Và bơm trong ngồi sự kiện whip bay như thế này thì whip sự kiện nhằm whip bay thì mình thấy rất ok rồi. Và ngồi ra còn chưa tính sự kiện trong in game nữa. Thì sự kiện này mà nếu mà ăn móc tầm trung thì cũng cỡ ráng được móc 25. Ráng được móc 25 thì mình thấy sự kiện này để đánh giá mấy anh em chơi gần như là một trải nghiệm cho anh em server, mấy anh em nào mới chơi hoặc là gần như kỷ niệm cho đối với mấy anh em server cũ. Mình chỉ cảm thấy khó chịu, khó chịu ở trong cái phần mà nạp tích lũy là nạp đô thôi, thiệt.
cái nước đi này mình không biết là nước đi có sai của game hay là không, nhưng mà mình đánh giá theo bản thân mình đánh giá là nước đi sai, cực kỳ sai. Tại vì sao? Tại vì nếu mà nạp đô như thế này thì thực sự nó rất kén người dùng, đúng không? Nó rất kén người dùng, tại vì đô này chỉ nạp vô, một là lấy con vua lòng đất, hai là chỉ dành cho người nạp cực kỳ well thì người ta mới gọi là nạp cực kỳ nhiều tiền, người ta mới xài đô thôi mấy anh em ạ. Người ta mới xài đô thôi chứ không ai mà người ta lấy đô để mà người ta đi tiêu cái này tiêu cái kia. Còn mà người ta nạp đô thì người ta nạp một là chơi mà dạng như chơi nạp tiền, là nạp đô đổi đô lấy bí đen để lấy con tướng, hoặc là người ta có ý định người ta lấy con vua lùng đất. Thì đối với cái gói này thì thực sự mới ngon cho dành người chơi vua lùng đất thôi. Còn lại thì mình thấy là nó không hay. Thay vì nếu như cái này mà chỉnh lại nạp thủy tinh thì sẽ thay hay hơn rất là nhiều. Thiệt sự, cái này mà nạp thủy tinh hoặc là tính theo mua gói reset ngày hoặc là sau đó thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với theo kiểu nạp phiếu như thế này. Nạp phiếu như thế này là gần như là ép người chơi là anh muốn có lượt thổi đó, anh muốn nhận được quà và anh lấy nạp cái này để lấy con tướng vòng quay. Đây, cái này là theo nhận xét cá nhân của mình thôi. Còn mà về đánh giá mà sự kiện này thì server Việt Nam mà vua của mọi server thì người chơi là ưu tiên nạp, ok mình thấy là ngon hết. Nếu mà đối với mấy anh em nạp là nạp tầm trung thôi, không có móc 1 triệu thôi là đã ngon rồi, móc 2 triệu là ngon nhất. Mình thấy mấy anh em nào mà nạp được móc 2 triệu là ngon nhất, lên cố gắng bú được móc 2 triệu là ngon nhất. 2 triệu được 2 viên đá này mình thấy khá là ngon đấy. Thì xác định lấy vua lòng đất và nạp lấy với tướng vòng quay, mình nói không biết là vua nào vô vòng quay, thì mình thấy là vòng quay thì nạp 2 triệu là ngon nhất để ăn được cái móc 40 này luôn, là mình thấy ổn. Ngồi ra chơi free thì ăn được khoảng cỡ tầm 3 móc thôi, 3 móc còn ráng lắm rồi, cùng lắm là 4 móc đấy. Thì ok, thì đó là mấy anh em nào tham gia sự kiện thì mình sẽ để link mô tả ở dưới, thì mấy anh em chỉ cần ấn vô cái trang ở dưới thôi, hoặc là mấy anh em lên fanpage và trang web onebyman.vn thì mấy anh em sẽ có thông tin chính xác nhất. Ở trong phần mô tả thì mình cũng có để link trang fanpage, link liên kết tới đây để mấy anh em ấn vô, mấy anh em tham gia sự kiện. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người tham gia sự kiện onebyman, sự kiện thổi nến onebyman trong ghét sinh nhật 2 tuổi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.